Tara xin chào tất cả mọi người nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều để dành thời gian của mình để theo dõi kênh mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho vị tướng Ngộ Không. Về phần bản ngọc thì các bạn sẽ lên cho mình là tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng bản ngọc đỏ nha. Và về phần bản ngọc tím thì các bạn sẽ lên như sau. Các bạn sẽ lên cho mình là một cái lượng nó là hút máu cho mình. Thì các bạn sẽ lên là khoảng tầm khoảng 3 viên đi cho mình nha. Về bản ngọc tím đó thì các bạn sẽ lên cho mình là tầm khoảng 3 viên. Hoặc là các bạn có thể lên 4 viên cũng vẫn không sao. Và còn 6 viên còn lại thì các bạn sẽ lên cho mình là tốc đánh và tốc chạy cho bản ngọc tím nha. Và chắc chắn rồi, các bạn sẽ lên cho mình là về phần bản ngọc lục á, thì các bạn sẽ lên cho mình là công vật lý và siêng trách nha. Mong mọi người hãy đăng ký kênh để nhận những video clip cũng như là hay nhất, cũng như là để giải trí thôi nha các bạn. Nên đây là mình không có kiểu mà chơi mà cái kiểu mà nghiện hay là cái vấn đề gì đó mà ganh hay gì nha. Thì các bạn mang tính chất giải trí thôi nha. Về phần trang bị thì các bạn sẽ lên như sau. Về phần trang bị đi đường cũng như là đi top, đi tất cả các đường trừ rừng nha. Rừng thì mình sẽ chia sẻ sau. Thì các bạn sẽ lên shop đầu tiên là Thánh Kiếm, và shop thứ hai là Chị Kim Cương, và shop thứ ba đó chính là Sông Đào Bảo Tháp. Cho vị tướng này là nhận tốc đánh cũng như là tỷ lệ chí mạng, tốc chạy. Và cái shop thứ tư đó chính là một cái vua khốn tàn nha, cho vị tướng này. Cũng như là cái shop thứ năm để chúng ta sẽ lên là Phước Học Kiếm. Và cái shop cuối cùng là chúng ta sẽ lên một cái kiếm Horisa để khắc đỡ đồ. Đây mình là vậy. Và cái shop trang bị thứ hai thì chúng ta sẽ lên cái kiểu đi rừng. Và cái shop đầu tiên thì cầm trường trị cũng như là lên cây kiếm cho mình nha, cây kiếm chi hồn. Và cái shop thứ hai đó chính là một cái đôi giày kim cương cho vị tướng này. Hoặc là các bạn lên cho mình một cái đôi giày Hermes để đi ranh thì cũng khá là ok. Và cái shop thứ ba đó chính là một cái thánh kiếm nha. Cái shop thứ tư cho mình là cái Sông Đào Bảo Tháp. Và cái shop thứ năm thì mình cũng khá là đáng đo. Thôi các bạn lên cho mình một cái nanh đi, nanh Phoenix. Và cuối cùng đó là một cái kiếm Orisa để khắc đỡ đồ. Và phù hiệu để combo để chính là phù hiệu vượt khổ mang, thành cử miên, cũng như là phù hiệu trung tâm mà ma chú cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều để dành thời gian quý báu mình theo dõi kênh của mình. Mong mọi người hãy đăng ký cũng như là chia sẻ kênh cho mau phát triển nha.